Bản tin 9 phút trước trên báo tin tức buổi tối ngày 24 tháng 7 tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ phút cùng 0 phút cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng để truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNED kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 ngày quốc tang 25 tháng 7 đến 26 tháng 7 2024, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết để tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng được trang nghiêm và phục vụ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đến viếng được thuận lợi, Công an huyện Đông Anh thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Cụ thể, Công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng liên quan tổ chức phân luồng từ 14 giờ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 26 tháng 7. Tuyến đường cấm các loại phương tiện gồm từ gầm cầu Chui thôn Lại Đà, trục đường chính giữa thôn Lại Đà cuối xóm trại Lại Đà. Điểm để phương tiện giao thông miễn phí cho khách đến viếng ở khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước khu chung cư Eurowindo Đông Trù Đông Hội. Nhân dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn.